Xin chào toàn thể cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Tú Vlog nha. Xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay em có một cái video để chia sẻ về con tôm, một trong những con chó được giống huyền thoại ở trong trại của bọn em. Cũng được bố mẹ nó thì cũng được cấu thành từ những cái con chó bạc, và con tôm này thì nó cũng đang giữ những cái nét chó bạc khác nhau. Đây là chuồng trại của con tôm. Con tôm này thì trong trại thì nó được đặt ở vị trí đầu tiên của trại nhé. Nó có một số những cái vấn đề hôm nọ quay thì có một số các cô chú anh chị em cũng tò mò là dạo này tôm hâm như thế nào rồi. Đây, tôm dạo này đang thay lông. Nó đang thay được khoảng tầm 50-60% lông. Lông trên đầu vẫn còn chưa thay hết này. Thôi. Bạn tôm này thì cái đợt trước ấy thì nhiều các cô chú anh chị em hỏi và quan tâm đến cái bạn tôm này thì em cũng đã trình bày sơ qua. Thì hôm nay thì nhân đây một cái câu chuyện cũng có liên quan đến bạn tôm này ở trên mạng, thì em cũng chia sẻ với các cô chú anh chị em một cái câu chuyện về cái bạn tôm này. Bạn tôm này thì được yêu quý nhất trại và được ưu tiên mọi những cái hoạt động hay là những cái vận động và sinh hoạt của bạn tôm này thì được tự do, cho nên là bạn ấy nhiều khi đi chơi bất chấp, thế là vào một ngày đẹp trời thì bị đạo trích nó bế đi. Nhưng mà trong khoảng tầm 5 đến 6 ngày đấy, cũng nhờ rất nhiều những cái mối quan hệ khác nhau và cũng đi tìm cả ngày cả đêm luôn, thì bạn này được cứu trong vòng 5 đến 6 ngày. Ui ôi, giấu giếm ở trong người ta giấu giếc là nói chung là cũng thuộc một nhóm cũng biết đến chó Bắc Hà và cũng đã xem video của em, cho nên là nhiều khi em cũng không muốn quay con tôm. Và nhiều các cô chú anh chị em hỏi là con tôm nó đâu rồi thì nó vẫn ở đây nhá. Nó không được bán cho một trang trại nào hoặc không được bán cho một chủ nào nhá. Con này chỉ nuôi đến hết đời. Đấy, và để tạo nguồn gen thôi chứ không bán cho một ai cả. Tầm này thì nó đang thay lông từ mức độ là từ 50 đến 60% lông. Đấy, cũng vẫn chưa thay lông hết. Đấy, chứ nó cũng không bị bán hay là cũng không bị cho đi hay như thế nào. Và cũng trình bày với các cô chú anh chị em là ở trên mạng hiện nay em nói thẳng luôn là có cái kênh một số kênh em không muốn gọi là nói tên hay là muốn gọi là đạp đổ miếng cơm hay bát ăn của các kênh này. Thì hiện nay thì em xem vật vờ trên mạng thì có khoảng tầm 4 kênh. Đấy, 4 kênh thì trong đó có 2 kênh là 3 kênh là ăn trộm video clip và hình ảnh của cái con chó con tôm này để bán con. Thì hiện nay thì em nói thật với các cô chú anh chị em là con tôm này chỉ phục vụ phối của trại. Đấy, chứ chưa, nói chung là năm nay là chưa nhận bất kỳ một cuộc gọi là phối chó cái nào cả. Và em cũng không mong muốn là phối ra bên ngoài, chỉ có phối để phục vụ cho trại thôi. Tại vì trại nó cũng đến nay thì nó cũng cả gần chục con cái. Đấy, cho nên là em cũng không muốn. Và cũng có một cái kênh là ăn trộm hình ảnh của cái con gấu. Đấy, con gấu thì tí nữa em sẽ quay cho các cô chú anh chị em cái con gấu. Còn đây, bạn tôm này thì bạn ấy cũng vẫn ở trại, không đi đâu cả. Và em cũng chia sẻ với các cô chú anh chị em một cái câu chuyện, đấy là về anh Huy Trần. Anh Huy Trần ở ngoài Tây Bắc. Thì em với anh Huy Trần thì cũng đã chơi, anh em qua mạng và tâm huyết với cái giống chó Sù Bắc Hà này, cũng có cùng quan điểm với nhau. Và anh Huy Trần cũng có mở trại và đang xây dựng trại. Đấy, thì em đây thì cũng không nhận là trại, nhưng mà đây là một cái góc nhỏ đam mê của em. Đấy, em không những là mê chó Bắc Hà mà còn mê rất là nhiều thứ và đủ thứ để xây nên cái trang trại này, là vì mục đích đam mê. Đấy, chứ không vì mục đích gọi là, nói thẳng mọi người là kinh doanh buôn bán lớn hay nhỏ giống như là các idol trên mạng hay là những các chủ kênh khác. Đấy, em cũng có buôn có bán, em nhận là cũng có buôn có bán để phục vụ lại chính cái lợi ích đam mê của mình. Đấy, thì anh Huy Trần thì anh cũng có xin em hình ảnh của con tôm và lấy những cái hình ảnh đó, và anh cũng có lập lên một cái trang ở trên Facebook để gọi là anh em giao lưu chia sẻ lấy hình mẫu của con tôm này. Thì anh gọi là Leon Dog. Đấy là chó sư tử, giống chó sư tử. Thì anh cũng có lấy, thì em cũng có cung cấp cho anh ấy một vài hình ảnh. Và nhiều người hỏi thì em nói là
Con tôm này vẫn ở Lâm Đồng và con tôm này cũng vẫn ở Lâm Đồng đây, không thể nào mà đi đâu được. Nói thẳng với các cô chú anh chị em là như thế, chứ không có đi đâu cả và cũng không muốn đi đâu. Mà có muốn đi thì em nói thật với các cô chú anh chị em là vợ em nó không cho đi đâu. Đấy, tại vì vợ em là người chăm sóc trực tiếp cho cái con tôm này từ cái hồi nó vẫn còn là một cái con chó rất là bé. Cái tình cảm của gia đình đối với con tôm này và tình cảm đối với từng thành viên nhà em trong gia đình đối với cái con tôm này là cực kỳ lớn. Nó như là một cái đứa con tinh thần, không những đơn thuần là đứa con tinh thần nữa mà nó là một thành viên của gia đình. Đấy. Em nói thật với các cô chú anh chị em là 5 đến 6 ngày nó mất tích mà cả nhà, cả các cụ, ông, các bà là ở trong gia đình là mất ăn mất ngủ luôn. Đó, thì bạn tôm này vẫn ở đây. Nhiều các cô chú anh chị em cung cấp cho em những cái tư liệu hình ảnh người ta lấy cắt, thì em nói thật thì nói chung là cũng vui một phần và cũng buồn một phần. Thì các cô chú anh chị em nào mà bị lừa thì là buồn, còn vui là vì cái con chó của mình nó đã có những cái nét đẹp riêng để cho người ta biết được là nó đẹp, để người ta tận hưởng và người ta lấy được. Thì đấy cũng là một cái gọi là quảng bá cái hình ảnh của con chó của em. Đấy, nhưng mà nó ảnh hưởng cũng một phần cũng rất là xấu cho cái công cuộc chơi và gìn giữ bảo tồn cái giống chó Sù Bắc Hà này, nó không được chuẩn. Đấy, tạm biệt bé tôm nhá. Đây, sang với gấu. Đây, bạn gấu đây. Đi vào, gấu đi vào. Đi vào đi. Bạn gấu này thì cắn nhau. Cắn nhau thì đang bị toác hết cả đầu, cả sọ. Đây, bạn gấu thì bạn đang thay lông. Bạn ấy đang thay lông khoảng tầm 10% lông thôi. Đấy, chứ chưa thay lông cũ. Bạn gấu này thì cũng đang ở trại của em, cũng không bán, không buôn, không đi đâu cả. Bạn này cũng như một thành viên lớn ở trong gia đình luôn. Nhưng mà về cái độ giống như tôm thì vẫn còn kém tôm một level. Đấy, thì bạn này bạn cũng chả đi đâu cả, bạn cũng vẫn ở đây thôi. Gấu thì hay quay mình nick. Đấy. Đấy, trong thời kỳ thay lông và thời kỳ phát triển lông thì nói chung là cái con chó nó không được đẹp. Bao giờ nó hình thành xong lông, hình thành xong ấy thì mấy cái rồi thăm gấu thế thôi nha. Cho các cô chú anh chị em xem bạn nick. Đấy. Tạm biệt nhé. Hăng quá cắn nhau mà. Đây bạn nick rồi. Bạn nick ngày xưa thì rất là đẹp, rất là ngon, rất là ngon cảnh. Nhưng mà đợt này bạn nick thì đi vào. Đi vào. Đây các cô chú anh chị em. Đây bạn nick đây. Đợt này thì bạn nick con cái vào là bạn nick nhìn nó trông là nó hủ lậu lông lá nè. Lơi tơi bời. Đấy. Xuống. Đấy, lông đuôi lông điếc là còn đâu nữa. Đấy, hy sinh là mẹ mà. Đấy, xuống. Rồi, xuống thôi, tao có chơi mày đâu, chiều. Chiều cho đi chơi. Đấy. Xuống đấy. Thôi. Thôi, cũng tạm biệt bà Tích nha. Đó thì cũng cảnh báo với các cô chú anh chị em nhá. Đấy, cũng cảnh báo với tất cả mọi người là như thế. Chứ còn các cô chú anh chị em mà bị nhầm tưởng mà gán ghép mà bảo là con tôm là chó nọ chó kia rồi là để mua chó con, thì các cô chú anh chị em nên phải cẩn thận những các kênh đó. Em hầu như là không phối ra ngoài bên ngoài một tí nào luôn. Có ngày trước ấy thì có một vài các cô chú anh chị em ở ngoài phía Bắc gửi chó vào, và một vài các cô chú anh chị em ở trong miền Nam này thì lấy giống thôi, thế thôi. Chứ còn hoàn toàn là không phối ra bên ngoài, chỉ phục vụ trại thôi, tại vì trại rất nhiều cái rồi. Và muốn là nó phối thế nào cho nó thật là sung nhất, khỏe nhất của trại. Chứ không có muốn là phối nhiều con quá xong rồi trại rồi bỏ bê thế nọ thế kia. Đấy, bạn tôm đây. Mới được khoảng tầm 5 đến 60% lông. Lông đuôi cũng vẫn còn chưa thay hết. Đây, hậu duệ của bạn tôm đây.
được mời đi thi suốt đấy, nhưng mà em không có thời gian. Em hậu duệ của bạn này, của bạn Tôn, bố Tôn đây thì nói chung là đã được cải thiện về khung giọng, giống cái là được chất lọc từ dòng giống của chum, dòng chum, dòng chum nó sẽ có khung giọng nó sẽ tốt. Em cũng vẫn luôn luôn nói như thế. Ông bố thì cũng vẫn mãi mãi 2-3 kg hơn, tại vì thể hình thể trạng của con tôm thì nó cũng nhà người nó cũng thế thôi, khung giọng nó cũng chỉ cân được thế thôi. Nếu mà làm nó béo lên thì khung giọng nó hay bị lệch lạc. Đó. Quay cho các cô chú anh chị em những cái tấm lợp sáng của trang trại, chiếu sáng rất là ổn nhé. Rồi, em cũng xin chia sẻ với các cô chú anh chị em về cái thông tin về cái con tôm, con gấu và kể cả con cái ních, để cho các cô chú anh chị em biết và hiểu hơn về chó ở trong trại, tránh một số những các thông tin lấy hình ảnh của trại để làm ăn buôn bán nó không được chuẩn. Đấy, cho nên các cô chú anh chị em nên cẩn thận nhé. Rồi, em xin chào và gặp lại tất cả các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và ủng hộ, cảnh báo cho kênh Đặng Đình Tú Vlog về những cái con chó được ăn cắp hình ảnh bản quyền ở trên mạng. Đấy, mọi người yêu quý thì cho một nút like và subscribe, ấn đăng ký kênh, ủng hộ kênh. Em xin cảm ơn mọi người nhé.